người dân tộc mà lại đi nói lòng thương xót Chúa, loan báo tin mừng cho một người kinh. Cứ tưởng rằng người dân tộc họ không biết gì, được không? Mảnh đất lấy người dân tộc có khi lại là những mảnh đất rất tốt. Còn mảnh đất tâm hồn chúng ta, tưởng rằng mình có địa vị, tưởng rằng mình có học thức, tưởng rằng mình có tài năng, tưởng rằng mình có của cải, đôi khi lại chỉ là những mảnh đất khô cằn, gai góc và sỏi đá mà thôi. Chúa giúp lại cho con. Anh đứng đây thì tôi phải lên trên tí nữa. Anh giới thiệu với mọi người anh tên gì? Dạ thưa cha, dạ thưa công đoàn, con tên là Võ Văn Vệ, con ở Hòa Đạo Tân An, năm nay con 29 tuổi. Dạ, lớp mẹ bị ho thưa cha. Thưa cha, giờ phút này con được đứng đây, trước hết con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Thứ ba vừa rồi con có nhắn tin cho cha, cha ơi, con đã tới ngày thu thuốc rồi. Dạ, con là bệnh nhân ung thư. Dạ, ung thư tiền liệt biến. 3 năm rồi cha, 3 năm con không gặp chuyện, không điều trị. Thì giai đoạn cuối cùng, nói chung là dường như con đã chuẩn bị tất cả, kể cả tất cả, chuẩn bị cái chết. Nhưng mà ngày hôm nay con đứng đây để xin được chia sẻ với cộng đoàn và tạ ơn Chúa. Chúa đã cứu con, đó là hậu ơn lớn. Chúa đã ban ơn làm cho con. Con biện, con nhắn tin cho cha, cha nhận, cha nói con cứ yên tâm, vững tin cha đã cầu nguyện cho con và con khỏe. Con đã vô thuốc, thường thì vô thuốc nó giật, nó giật trong giai đoạn vô thuốc thì nó giật, không thể nào em muốn đi đứng được. Nhưng mà con vô thuốc rồi, con về con vẫn khỏe. Thưa cha, con xin thưa với cha là con biết cha là từ năm 2010, khi đó là hai chân của con đau mỗi lần mà con đi chụp hình, vì con là thợ chụp hình. Mỗi lần mà con đi về thì hai chân đau, tối không ngủ được. Đi bác sĩ thì bác sĩ bảo là chỉ uống thuốc giảm đau thôi, không thể hết, tại vì gai mà anh đi chân ta cái gai nó chọc chọc nó đau, phải uống thuốc giảm đau thôi, trừ ra khi mổ mà cái gai đó. Lúc này thì con được người chị ở thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu cho con cha Trần Đình Long làm lễ ở nhà thờ Chí Hòa, làm chúa thương xót. Cha cầu nguyện nhiều người được ơn, nhiều người khỏi bệnh. Các em lên cha, xin cha cầu nguyện giúp. Và vợ chồng con từ Long An lên Chí Hòa dự thánh lễ. Lạ lùng là con về nhà rồi là không còn đau nữa và không còn uống một viên thuốc nào nữa với hai chân của con đã bị nhận. Lúc đó con nghe, con chưa được nghe đĩa, chưa được nghe băng, mà con chỉ mở mạng rồi con đau mấy cái bài giảng của cha trên mạng về để con nghe, cả gia đình con nghe, con thích lắm. Nhưng có một điều là có lẽ được Chúa đã thử thách con. Đến năm 2013, tháng 8 năm 2013, thì đứa con trai lớn của con trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Địa phương kêu về đi thi hành nghĩa vụ quân sự. Thì đứa con trai của con trở về nhà. Lúc đó cháu đang làm ở thành phố, trở về nhà thì nói với con rằng: bố ơi, con muốn bố kiểm tra sức khỏe để con yên tâm mà con đi nghĩa vụ. Vài ba lần con phiên bảo như vậy thì con rất mạnh được, bố đi với con. Thì con đang khỏe mạnh,
cũng không thấy gì là con người đau đớn, nhưng mà đến khi đi kiểm tra thì nó lại phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo, căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Bác sĩ phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tấn Vinh ở bệnh viện tư vấn với con rằng bệnh con không phải phát hiện trễ, nhưng mà điều cái đặc tính của cái căn bệnh nó rất là cao, cho nên con phải nhập viện liền để mổ, xạ trị, hóa trị, quá trình điều trị lâu dài. Còn nếu không, con sống chỉ được 5 đến 6 tháng thôi. Có nghĩa là bác sĩ cho con, tôi cam kết, tôi cho ăn một cái thất này thôi, không còn cái thất nào nữa. Con hoàn toàn thất vọng, vợ con không còn cầm được tay lái. Rồi lúc đó là con phải lái xe về nhà, về bà chị đó bà chịu. Thì cái đêm đó con nghĩ lại, không về được, không dám về, sợ mình chao đảo tư tưởng, không còn sức. Đêm hai vợ chồng con cầu nguyện, sáng hôm sau con nói với vợ con rằng trước khi về thôi mình đi cầu nguyện ở Đức Mẹ Fatima rồi hãy về. Vợ con đồng ý, hai vợ chồng con đến Đức Mẹ Fatima. Hai vợ chồng con cầu nguyện, con trúc hết tất cả những cầu nguyện của con chứ Đức Mẹ. Giờ khi trở về, con tự thấy là con nhẹ nhõm. Con có cái suy nghĩ khác, con mới nói với vợ con và mấy chị: cha em không nhận diện, không điều trị, em bằng lòng sống 6 tháng. Tôi với vợ con và các chị hỏi: tại sao vậy? Bệnh này bác sĩ bảo nhập viện thì mình phải tuân thủ, nhập viện để điều trị. Còn đêm con suy nghĩ, cái bệnh này là bệnh nan y, dù giữ cái mạng sống thì phải đánh đổi bằng tiền. Con nghĩ là nếu con giữ mạng sống lại thì phải bán nhà, bán ruộng, bán giường để lo chữa cho mình sống được 5-7 năm nữa, rồi cũng phải chết. Rất cực khổ cho vợ con, rất cực khổ với người thân. Cho nên còn nói: Chúa ơi, nếu Chúa thấy con là kẻ tội lỗi, Chúa phạt con cho con cái bệnh này, thì con bằng lòng theo tánh lý của Chúa. Con bằng lòng thánh lý của Chúa và con chấp nhận mọi điều theo thánh lý của Chúa. Thế rồi con không nhập viện, con về uống thuốc nam hay là gì uống ấy vậy thôi. Như vậy là lây lết cho đến tháng 7 năm 2015. Lúc đó là con tưởng tượng là cái bệnh nó đã đến một cái giai đoạn bộc phát rồi, đau nhức, ăn uống không ăn uống được nữa, con bỏ ăn luôn. Con không ăn uống là 2 tháng, không uống được một miếng nước, không ăn được một miếng cháo miếng cơm, bị ói chứ, ói suốt một đêm một ngày, con ói 5-10 lần, một lần ói con rất lần. Thì 2 tháng thì con nằm chỉ còn da hoặc xương thôi. Nhà con lo hết mọi sự rồi, chuẩn bị hết để lo cái chết của con. Nhưng lúc đó con nói với vợ và con: hãy bằng lòng theo tâm ý của Chúa. Khi trở về thì đó là ngày mình mừng vui, Chúa gọi về thì tại sao con lo buồn? Chỉ lo buồn là cái gánh nặng của gia đình bỏ ngang cho vợ, các con chưa đứa nào lập gia đình thì còn phải buồn điều đó thôi, chứ còn nếu Chúa gọi thì đi. Lúc đó con chỉ nguyện xin: Chúa ơi, xin Chúa đón nhận linh hồn con trong giờ sau đó,
Và nếu Chúa cứu con thì xin Chúa ban cho con được sống khỏe để con có thể là sống mà có ích cho gia đình, có ích cho mọi người. Còn nếu như Chúa cắt con thì con xin bằng lòng theo thánh ý của Chúa. Thưa cha, nhưng mà có một điều lạ lùng. Khi con hát nói như vậy, cộng đoàn, bà con, hàng xóm, những người có đạo đến cầu nguyện cho con hàng đêm, giữ linh hồn con. Đến một đêm, con Chúa khiến con suy nghĩ trong đầu con. Nếu mình nằm, mình chết ở nhà, không đi bệnh viện, sau này có thể để cái tiếng đời xã hội đó, ông đó bệnh như thế, mà vợ con đưa đi bệnh viện, chứ nếu chưa đưa đi bệnh viện, chắc là ông không chết. Con kêu vợ và các đứa em đưa con đi bệnh viện lúc 11 giờ đêm. Thì lúc đó các em con nó không tin là con đưa đi bệnh viện mà con chịu nổi, sợ đưa bệnh viện sẽ chết bệnh viện rồi bắt con làm thủ tục đưa về. Con cứ nói chứ cứ đưa đi bệnh viện đi, gia đình thì sợ chết bệnh viện. Con nói không, chết đâu cũng về, tại vì mình đã tính toán rồi, nếu mà mình chết bệnh viện Chúa cũng đón mình chết ở nhà Chúa cũng đón, cho nên không sợ. Nhưng mà lạ lùng là con đi bệnh viện thì lúc đó bác sĩ xuống hai ha là nói là gần 3 năm rồi mà không nhập viện, thì bác sĩ lắc đầu. Bác sĩ chỉ nói cái bệnh này sao vậy, sao để như thế này. Nhưng mà còn nước còn tát thì bác sĩ vô máu vô nước biển. Cuối cùng là con nằm bệnh viện thì cũng chỉ chờ chết chứ không cảm hóa được. Đến khi mà bác sĩ cho chụp hình cái bao tử và tại sao ấy cũng không thấy gì. Rồi bác sĩ chắc phải là nội soi thôi, cho nội soi. Lúc đó thì vợ con sợ con không chịu nổi cho nên bị kêu đứa con trai điện cho nhà thờ, điện cho cha phó, xin cha đưa sức dầu cho con. Thì cha nhận được điện thoại thì cha vô liền, cha sức dầu cho con. Nhưng mà lúc cha sức dầu, cha tao mình đánh Chúa con không dám nhận. Tại vì con sợ, con nhận mình đánh Chúa là con không giữ được, con hỏi nè. Nhưng mà lạ lùng là cha sức dầu rồi là con hết thôi. Một đêm đó mà ngày hôm sau không nói, nói với bác sĩ, hết nói rồi. Bác sĩ là hài với mình quá, thôi vậy khoai nồi soi, tập cho con ăn uống từ từ. Thì như vậy con nằm ở bệnh viện Long An 2 tuần, thì bác sĩ cũng lắc đầu. Bây giờ đã làm được nói nhưng mà cái máu đang nó dẫn ra, thì làm sao? Bác sĩ nói ở đây không có điều kiện, không có cái tiểu cầu để vô, cho nên bác sĩ chuyển con đi Chợ Rẫy. Thì khi chuyển lên Chợ Rẫy thì con nằm ở đó 2 tuần, cũng vô máu, vô nước biển, rồi vô tiểu cầu. Bác sĩ không cách nào để chữa nữa, tại vì con không còn sức để mổ, không còn sức để vô quá chất, không còn sức để vô xạ trị gì hết. Thì chỉ cho con ổn định rồi cho con về thôi. Thì về nhà thì theo con nghĩ bác sĩ không nói, nhưng mà con nghĩ là bác sĩ cho mình về thì mình sống được bao nhiêu thì theo bao nhiêu. Nhờ lời cầu nguyện của gia đình, của vợ của con, của những người thân và cộng đoàn, lúc đó con giờ con 3 giờ thì là chủ thương xót. Thưa cha, con là mới và hồi xưa con cũng nhiều tội lỗi, con hồi đó là con cảnh sát đó cha. Dạ, con tìm được vợ là người có đạo, con hiểu được đạo Chúa quá tốt, con theo đạo và dần dần con học kinh sách, tìm hiểu giáo lý và con được trang sở cho con vô làm ban mục vụ của nhà thờ. Mà đến khi con bệnh thì được nhiều người thương, nhiều người cầu nguyện, cho nên con được ơn Chúa chữa lành.
tôi cha chỉ có Chúa chữa con thôi, về nhà nằm chờ chết. Nhưng mà tự nhiên về nhà là con tự khỏe lên, mỗi ngày là con khỏe lên, con tự bò vậy được, tự tập đi, rồi con chạy xe được. Trong vòng mấy tháng thôi, con lại cầm máy không đi chấp hành được. Dạ. Yeah. Thì gia đình và mọi người xung quanh đều mừng và rất là ngạc nhiên, lạ lùng. Tính con không còn con đường nào khác mà nó chết. Nhưng mà thưa cha, một sự cố lại đến với con nữa. À, mẹ con 84 tuổi, thì mẹ tuổi già bệnh con đá 4-5 năm rồi. Thì mẹ con phát bệnh trở lại và qua đời. Nhưng mà con thì lúc đó có bệnh cũng vừa mới hết, nhưng mà con là chạy đến lui tới với mẹ hàng ngày vô nước biển cho mẹ. Cho nên cái cảm tượng đó con không cầm lòng được. Khi mẹ con chết thì dường như là con cũng bị gục ngã, con không ăn uống được, rồi con nằm luôn. Con nằm vậy thì anh em con được chừng là con không thể thoát qua được, cho nên vừa đang được kéo tay đến hàng nữa rồi. Từ cha lúc đó thì già con mới nói, thôi bây giờ đổi nhà có biết làm sao, chứ còn đi chụp viện thôi. Đưa con nhỏ chân đẩy, một tuần lễ con chân đẩy con làm các xét nghiệm. Thì cuối cùng á, bác sĩ hội chẩn lại là nguy cơ con rất cao, con phải có vô xương rồi, toàn bộ là nó lại đi căng từ giò tính rồi xương sườn rồi lên căng thẳng, là xương sọ của con cũng có có cái dấu hiệu của cái gì cả. Lúc đó con nghĩ rằng con không thể vô thuốc nổi, con không thể vô hóa chất gì được hết. Chứ lúc này là một đứa cháu biết địa chỉ của cha, rủ vợ chồng con đi làm chú thương xóm ở nhà thờ, ở nhà thờ Trung Bắc. Vợ con nói, chú bệnh không ra đi được con ơi, thôi bây giờ viết một cái thư nhờ con gửi cho cha, nhờ cha cầu nguyện cho chú thôi. Vợ con viết thư gửi cho cha. Thì lạ lùng là cha đã cầu nguyện và được chú nhận lời. Con sợ, con vô thuốc được. Và con vô đã là lần thứ tư rồi, nhưng mỗi lần con vô thuốc thì con lại nhắn tin cho cha, cha ơi cha cầu nguyện cho con. Và con thật sự là con vô thuốc mà người bác sĩ không vào, ông họ lạ quá, người ta vô người ta giật dữ lắm, người sao càng ngày thấy càng khỏe như thế này. Và thưa cha, hồng ân lớn nhất của con là phép lòng Chúa đã chữa cho con. Thế nhưng bệnh của con thì bác sĩ không thể tưởng tượng được là con thể nào vượt qua được, tại vì con không nhập viện. Tại vì cái bệnh của con mà nếu mà nhập viện sớm khi bác mới phát hiện thì điều đó có hy vọng, còn lại con bỏ luôn, không nhập viện. Thưa cha, đến giờ phút này con xin thưa với cha, mọi sự con tính an vào Chúa, và có Chúa là có tất cả. Xin cha với lời kết, con tín thác vào Chúa, và Chúa nói rằng đấy là cái bình cha ban cho con. Chúa nói qua cái những phút ngàn, cha ban cho con một cái bình để con kín múc lấy ân sủng nơi lòng thương xót của ta. Cái bình ấy mang tên là tín thác. Lòng tín thác của con càng lớn bao nhiêu, càng mạnh bao nhiêu thì ân sủng càng tuôn trào trên con bấy nhiêu. Chúng ta nhìn một người anh em mà
hôm nay em được bao nhiêu ký? Dạ, còn 64 ký. Vì là 64 ký mà một người từ trước cái việc không ăn được, không làm cái gì được, một người là 99.9% là chết, không có một cái thuốc men nào, không có bác sĩ trên trần gian nào có thể chữa được ngoài lòng thương xót của Chúa. Hôm nay đã lên làm chứng chia sẻ cho chúng ta để cho mình càng ngày càng tín thác hơn vào lòng thương xót của Chúa. Khi mình tín thác như vậy thì cái mảnh đất tâm hồn mình chính là mảnh đất tốt, hạt giống lòng thương xót Chúa được gieo vào sẽ triển nở trong chúng ta và sẽ làm cho chúng ta càng ngày càng lớn mạnh hơn, hạt 50, hạt 60, hạt 70. Cảm ơn Chúa đã thương xót anh và cảm ơn Chúa đã gửi anh đến đây để cho chúng tôi thêm tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Tặng anh máy lòng thương xót Chúa với năm trong bài giảng, xin Chúa chúc lành cho anh. Thưa chị em, cũng có những bàn tay đưa để muốn chia sẻ lòng chứng nhưng mà rất tiếc là không còn bây giờ. Chúng ta sẽ còn nhiều dịp, vì mỗi ngày chúng ta đều có thánh lễ, mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau ở đây. Hôm nay chúng tôi muốn kết bằng mời tất cả những chị em dân tộc, mời anh chị em lên đây. Nên chị em dân tộc bảo là cứ lên con, mày đã lên con, đây là những mảnh đất rất tốt, mời chúng ta cứ lên.